Hey, xin chào mọi người, tới với series Work With Me, phân tích kỹ thuật nâng cao biểu đồ Wyckoff, sức mạnh phân tích biểu đồ Wyckoff Power Charting. Đấy thì hôm nay là ngày 26 tháng 10 năm 2024, một buổi sáng trời mùa thu rất đẹp. Ok, chúng ta vào việc. Đây là phần thứ 16 trong chuỗi series video về phân tích kỹ thuật nâng cao này. Đấy, trước hết thì Erica cũng phải chia sẻ rằng là biểu đồ Wyckoff. Để cái cuốn này là một cuốn phân tích kỹ thuật nâng cao. Các kiến thức mà để một người hấp thụ được cái cuốn này thì chúng ta cũng phải đọc rất là nhiều cái cuốn khác rồi, hoặc là phải có một cái nền tảng về phân tích kỹ thuật khá sâu. Đấy, thì cái cuốn này là nâng cao để kết hợp tất tần tật các cái thứ kia với Wyckoff. Đấy. Rồi chúng ta bắt đầu phần 32, giới thiệu biểu đồ Point Finger PNF trong Wyckoff. Biểu đồ điểm và hình Point Finger PNF được sử dụng trong nhiều phương pháp. Phương pháp Point PNF của Wyckoff là một phương pháp khá ít người tiếp cận và biết đến. Kỹ thuật sử dụng các số ô đếm nằm ngang horizontal để dự báo và xác định target giá tiềm năng. Các target giá được tính toán và xác định trong các phương pháp khác hầu như chỉ sử dụng phương pháp số ô đếm nằm dọc vertical. Quy luật của Wyckoff ở đây là quy luật nguyên nhân và kết quả. Việc đếm số ô được xây dựng từ nền giá đi ngang đại diện cho nguyên nhân, và target giá được xác định chính là kết quả được dự báo ước tính khoảng giá tiềm năng. Phương pháp PNF của Wyckoff yêu cầu một cách xây dựng biểu đồ độc đáo. Tin tốt là một số công cụ như Stock Charting, View Investing, Go Charting và một số trang web khác có thể tạo được biểu đồ PNF một cách tuyệt vời và áp dụng được cho tất cả các thị trường như chứng khoán, bao gồm chứng khoán Việt Nam, chứng khoán Mỹ, chỉ số hàng hóa, tiền điện tử hay ngoại hối. Lý tưởng cho công việc của chúng ta với phương pháp Wyckoff. Trong phần giới thiệu và sử dụng này, chúng ta sẽ xem lại các kỹ thuật được xây dựng cơ bản, và trong các phần tiếp theo chúng ta sẽ nghiên cứu cách thực hiện xác định target giá. Đọc biểu đồ truyền thống Traditional Vertical có thời gian là biến số cố định Constant Variable. Dù là khung ngày, khung tuần, khung tháng hay trong ngày, mỗi thanh bar là một hằng số thời gian cố định Time Constant. Giai đoạn tiếp theo và mỗi giai đoạn sau sẽ được vẽ thanh bar bằng một mức giá. Trục hoành của biểu đồ Point Finger điểm hình là kết quả của sự biến động, lưu ý không phải thời gian, nghĩa là sự biến động và hình thành các cột mới không chịu tác động bởi yếu tố về mặt thời gian như các biểu đồ khác thông qua việc đóng phiên. Một điểm được hình thành trong cột mới được xác định theo biểu đồ PNF yêu cầu sự di chuyển về giá theo ngược hướng ngược lại hoặc lên xuống số ô đảo chiều Buck Reversal tối thiểu. Đây là ý nghĩa của ba ô đảo chiều, ba buck reversal hoặc một ô đảo chiều, một buck reversal để di chuyển và hình thành cột mới tiếp theo sang phía bên phải, cần có sự đảo chiều xu hướng được xác định bởi số ô đảo chiều buck reversal theo nguyên tắc. Trong giai đoạn xây dựng nguyên nhân tại nền giá đi ngang, nhiều sự biến động giá có thể xảy ra trong một phạm vi giao dịch trading range. Chúng ta đã mô tả điều này như một giai đoạn tích lũy hoặc giai đoạn phân phối. Các target giá lớn có thể được hình thành trong các giai đoạn này. Trong khi giá cổ phiếu bị giới hạn trong một phạm vi giao dịch trading range, các phạm vi giao dịch trading range rộng có thể tạo ra nhiều cột đảo chiều phá vỡ. Wyckoff có một kỹ thuật PNF để đếm được số cột hoặc số ô nằm ngang được hình thành trong phạm vi giao dịch trading range này và xác định được target giá tiềm năng ở cả hướng lên và xuống. Kỹ thuật xác định ước tính này rất mạnh mẽ và giúp ta thiết lập
các tham số về tỷ lệ phần thưởng so với rủi ro RR trong một chiến lược giao dịch. Chúng ta sẽ tích hợp các chiến lược này ngày càng nhiều trong các phần tiếp theo. Point Finger PNF được sử dụng rất phổ biến dựa vào những năm của thế kỷ 19. Không ai biết cha đẻ của biểu đồ này là ai và nó ra đời khi nào. Nhiều ý kiến cho rằng PNF được sáng tạo bởi Charles Dow. Điều này hoàn toàn có cơ sở khi Charles Dow là một trong những người đặt nền móng cho trường phái phân tích kỹ thuật hiện đại. PNF luôn mang một sự thuần khiết của giá. Trời, đọc đến cái đoạn này mình rất là sướng, bởi vì thực sự không may lúc muốn học phân tích kỹ thuật thì mình book trúng cuốn PNF. Và thế là đấy, VPro của Vietgap lại cũng có cái biểu đồ này. Thế là mình cứ lấy dùng biểu đồ PNF với cả là phái sinh Việt Nam để rèn luyện kỹ thuật thôi. Nhưng mà đời đấy là nhìn chay, bởi vì cái biểu đồ của Vietgap nó chỉ đơn thuần có biểu đồ, mình không kết hợp được với các cái thứ khác nữa. Ok, tiếp tục nào. Point Finger PNF không những đặc biệt mà còn rất hiệu quả khi ứng dụng với quy luật số 2, nguyên nhân và kết quả trong phương pháp Wyckoff. Chỉ với một chút nỗ lực tìm hiểu Point Finger PNF thì bạn có thể đọc được những thông tin mà các loại chart khác không thể cung cấp. Một số đặc điểm khác biệt của Point Finger Chart PNF so với các biểu đồ khác đó là một trục hoành không dùng để biểu thị thời gian. Không giống như biểu đồ nến nhật hay biểu đồ line hay bar chart, PNF không có trục thời gian trục hoành, chỉ có sự thay đổi của giá mới tạo ra thêm những địa điểm trên biểu đồ. Quy tắc 3 ô đảo chiều, 3 box reversal hoặc 1 ô đảo chiều, 1 box reversal, biểu đồ Point Finger không thay đổi hướng đi của nó từ trục X thành trục O hoặc ngược lại, trừ khi giá di chuyển được 3 ô, tức là 3 đơn vị hoặc 1 ô hay 1 đơn vị theo chiều ngược lại. Do đặc điểm này mà sẽ không có cột nào ít hơn 3 ký tự 3 ô đảo chiều hoặc ít hơn 1 ký tự 1 ô đảo chiều. Đây cũng là một điểm mạnh của Point Finger khi mà nó có thể lọc ra được những biến động nhỏ gây nhiễu và chỉ tập trung vào những điểm đảo chiều quan trọng. Tiếp đến là thang đo semi-log. Thang đo nằm trên trục tung, có thể ở dạng semi-log, dạng thông thường là tuyến tính liner, cho phép người xem có thể quan sát và so sánh các mức giá khác nhau. Tín hiệu rất rõ ràng. Điều làm cho Point Finger trở nên nổi tiếng đó chính là những tín hiệu mà nó đem lại rất rõ ràng. Chúng rất dễ quan sát và nhận diện. 3. Kháng cự và hỗ trợ rất dễ được nhận diện. Bởi vì biểu đồ được thể hiện trên những ô đều nhau nên chúng rất dễ được xác định. Mục tiêu và điểm dừng lỗ có thể dễ dàng tính toán được mọi tín hiệu phá ngưỡng. Box size. Đặc điểm cơ bản nhất của một biểu đồ Point Finger đó chính là box đơn vị ô. Hai ký tự được chúng ta sử dụng trong biểu đồ Point Finger đó là X và O, trong đó X đại diện cho nguồn cầu và O đại diện cho nguồn cung. Như trong cờ caro, ký hiệu X là tăng giá, ký hiệu O là giảm giá. Boxes có thể được hiểu tương tự như thanh nến trong biểu đồ candlestick, thanh bar chart, điểm trong line chart. Nếu như thanh nến candlestick hay thanh bar chart sẽ thể hiện các mức giá đóng mở cao thấp, thì box size trong biểu đồ Point Finger lại là một hằng số cố định, time constant. Box reversal, sự đảo chiều là sự đi ngược lại xu hướng của hành động giá. Trong biểu đồ Point Finger, chúng ta vẫn có thể có những loại khác như 3 ô đảo hay 1 ô đảo. Bản chất của biểu đồ Point Finger là ghi lại những chuyển động của giá khi giá tăng hoặc giảm, sẽ hình thành một cột giá mới. Vậy biểu đồ sử dụng công cụ 3 ô đảo chiều hoặc 1 ô đảo chiều đây có nghĩa là để tạo thành một cột mới thì giá phải di chuyển ngược lại với trạng thái trước đó ít nhất 3 ô hoặc 1 ô. Rồi, chúng ta đi tới cái phần chi tiết hơn. Có một cuốn sách là 3 Skill Top Trading. Đây họ viết là Construction of One Point Reversal.
and finger chart box size 1.3 period of data, for example, intraday or daily. Assume 37 was the last point of and finger posting. The data for posting to the finger chart are period 1, 36. Đọc nhé. Là cái cấu trúc của một điểm đảo chiều trong PNF chart. Box size là một đơn vị, có 3 đoạn, 3 giai đoạn của data. Và như ví dụ intraday là trong ngày hoặc là hàng ngày. Thì trong cái điểm 37 này này là cái điểm cuối cùng của PNF được post data for posting finger chart. À, cái cột số 1 gọi là cột đi, mình gọi là cột nhé. Cột 1 thì nó thể hiện cho ba cột 1 này, nó thể hiện cho cái cột 1 nhé. Giao dịch thực tế là 36, 37, 35, 36, 35. Đấy, thì chỉ thể hiện ra được một cái cột này thôi, 35, 36, 37. Đó, nó sẽ có một cái cột X. Tiếp đến là period 2 thì nó có 34, 40, 35, 36. Như vậy thì nó có những cái dấu hiệu về 35, 36 thì sẽ vẽ thêm cái cột này. Tiếp đến là cột 3 thì sẽ có 35, 36. 35, 36, 35, 40. Thì nó nhảy lên 40. Vẽ như thế này. Period 2 stock rally, stock decline to 34, giá giảm về 34, realize to 40 and then drop to 35, follow rise to 36, finger chart spotting. Đấy thì cái chỗ này thì chúng ta sẽ vẽ là 36, 35, 36, 5, 5, 5, 35. Tức là họ sẽ đánh dấu ấy, điền ô ấy các bạn. Finger chart 35, refer chart posting 35. Đây là cái trục về giá nhá. Trục về giá này. Ba sáu ba bảy, 37, 36, 35, 35, 36, rồi lại 35, 36, 37, 38, 39, 40. Ok, đây là cái biểu đồ. Conversion 1 point reversal chart. Thì họ sẽ vẽ từ đây lên này, xong xuống, xong rồi đi lên, xong lại xuống, đi xuống, xong đi ngang rồi đi lên. Ok. So step 2, post the finger on 3 point reversal chart. Tức là 3 điểm thì mới quay đầu, mới đảo chiều đúng không? 34, 35, 36, 37. Đấy là một cột, 36, 37, 35, 34. Cột giảm. Sau đấy nó lên được tới 37 thì sẽ xuất hiện cái cột 35, 36, 37, 38, 39, 40. Xong đấy lại giảm thì lại giảm về 35, xong lại lên 40. Đấy là nó có mấy cái giai đoạn. Thì cái cách vẽ chart thì đây là vẽ chart của 3 điểm đảo chiều, 3 ô đảo chiều này. Nó sẽ gọn hơn rất nhiều và ít nhiễu hơn đúng không? Ít nhiễu hơn so với 1 ô đảo chiều. Bạn hãy tham khảo cuốn sách bản tiếng Việt do Ratio Trading biên dịch, 3 Skill Top. Cái này các bạn tìm nhé, tìm trên cũng trang YouTube của Rika luôn về cái cách vẽ biểu đồ PNF ấy. Mình đã nói những cái cơ bản cách đây chắc cũng phải 3-4 năm về PNF rồi. Và cũng có một số anh chị tìm thấy những video đấy và kết nối với mình để mở tài khoản đồng hành cùng mình chỉ vì thích pin finger, point finger. Ok, xem tiếp ví dụ này. BTC hàng hóa 30.000 đô, box size 100 đô. Đây là họ đang ví dụ về box size nên sử dụng đúng không? Trading daily day. Uh,
Một box size là từ 100 đến 200 đô. XAU thì 1 đến 10 đô. XAG 0.5 đến 1 đô. Một số cặp forex size dao động từ khoảng 10 đến 20 pip. Euro box size 0.001, 0.002, UZ là 0.1 hoặc 0.2. VN Index thì dao động trong khoảng từ 1 đến 10 điểm với box size. Các mã dưới 50k thì box size từ 1 đến 100, các mã trên 50k thì 100 đến 500. Lưu ý các thông số trên chỉ mang tính tương đối, ước lượng và mục đích để tham khảo dựa trên góc nhìn cá nhân. Cái này là người ta khuyến nghị thôi chứ còn quý vị và các bạn tự tìm cái box size chuẩn cho mình nha. Bảng kích thước. Ok, tiếp tục này. The way check one box method require a lateral volume relay charting system style. Không biết là họ đang sử dụng cái phần mềm gì đây. Thôi bỏ qua nhé vì mình cũng không sử dụng được cái phần mềm này nên cái đoạn này bỏ qua đi. Đọc thôi cho nó lướt qua. Hãy coi các biểu đồ PNF với một ô đảo chiều một box reversal dù giống như đang cùng ở trên một khung thời gian tương ứng với biểu đồ thanh ba hoặc biểu đồ nến nhật trong khung ngày. Phương pháp PNF sử dụng một ô đảo chiều một box reversal chú ý đến tỷ lệ để xác nhận chuyển sang cột mới tiếp theo. Khi kết thúc một cột, một đợt giảm cột ô, một sự đảo chiều lên với một box sẽ chuyển sang cột tiếp theo phía bên phải và vẽ thêm một OX mới sang một cột bên phải và lên một box từ điểm trước đó. Mỗi box thỏa mãn sẽ tạo ra một OX ở trên điểm trước đó trong cùng một cột. Điều này xảy ra cho đến khi có một sự đảo chiều thỏa mãn xuống dưới và xác nhận một di chuyển sang một cột tiếp theo bên phải và xuống một box. Và cần lưu ý phương pháp một ô đảo chiều một box reversal là một cột phải có ít nhất hai ô trước khi có thể bắt đầu một cột mới. Nhiều công cụ biểu đồ làm sai điều này trong khi stock chart tự động thực hiện đúng công việc vẽ và xác định. Lưu ý trong một ví dụ của BA có nhiều cột có hai ô và sau đó là một ô đảo chiều trong cột mới. Hiện tại chỉ cần nhớ rằng có hai ô trong mỗi cột để có được độ chính xác khi đếm số cột ô nằm ngang được hình thành trong nền. Biểu đồ point finger sử dụng một tỷ lệ có quy tắc. Trên 100 đô la, một đơn vị box là 2 điểm. Từ 20 đến 100 đô, một đơn vị box là 1 điểm. Và dưới 20 đô xuống 5 điểm thì sẽ là nửa điểm. Hãy coi biểu đồ PNF 3 ô đảo chiều 3 box reversal giống như đang cùng ở trên một khung thời gian tương ứng với biểu đồ thanh bar hoặc nến nhật trong khung tuần. Một đảo chiều yêu cầu thỏa mãn về sự thay đổi xu hướng với bao đảo chiều đối với IBM. Mỗi đơn vị là 2 đô vì giá giao dịch trên 100 đô nên một ô mới đảo chiều yêu cầu thay đổi 6 đô để di chuyển sang một cột mới bên phải. Các nhà đầu tư ngoài cọp sẽ phải nghiên cứu biểu đồ thông thường để tìm hiểu các đặc điểm quan trọng của giá và khối lượng. Biểu đồ PNF sẽ được sử dụng để phân tích biến động và xác định target giá, ước tính tiềm năng. Tôi thường đặt ra những câu hỏi mang tính logic rằng làm thế nào để làm cho việc đếm ô từ nền giá nằm ngang của biểu đồ PNF hoạt động tốt để dự báo cho một target giá tiềm năng. Tất cả những gì tôi có thể nói rằng PNF là một trong những phương pháp biểu đồ cổ xưa nhất xuất hiện từ thế kỷ 19. Quá trình thử nghiệm và đánh giá và đúng kết quả qua nhiều thập kỷ đã thiết lập quy trình đồ Wyckoff cải tiến và sử dụng hoàn hảo. Kinh nghiệm thu được từ việc thực hành không ngừng sẽ thuyết phục nhà đầu tư Wyckoff về giá trị thực của phương pháp này. Biểu đồ PNF thường khó học và khó hấp thụ với những người mới tiếp cận phương pháp này. Hãy xem một số cổ phiếu và chỉ số yêu thích của bạn bằng cách sử dụng thiết lập được mô tả trên. So sánh với các biểu đồ thông thường với biểu đồ PNF và làm quen với sự vận động lên xuống của giá khi chúng được vẽ và xác định trên mỗi loại biểu đồ. Chú ý đến các phạm vi giao dịch trading range nơi các
số ô đếm nằm ngang sẽ được thực hiện và cũng là nơi nguyên nhân hình thành và sự tăng giá hoặc giảm giá nơi kết quả sẽ diễn ra. Phần 33. Cách sử dụng hiệu quả biểu đồ PNF trong Wyckoff. Phương pháp Wyckoff phát triển là một phương pháp hiệu quả độc đáo để xác định các mục tiêu giá target giá cho cả giao dịch dài hạn long term và ngắn hạn short term, bao gồm cả thị trường uptrend và downtrend, bằng cách sử dụng những đặc điểm trên biểu đồ point finger PNF. Phương pháp này thể hiện quy luật số 2 nguyên nhân và kết quả của Wyckoff. Trong đó, việc đếm số ô nằm ngang horizontal trên biểu đồ point finger trong phạm vi giao dịch đại diện cho nguyên nhân và chuyển động giá, sau đó ra khỏi phạm vi giao dịch đại diện cho kết quả. Hướng dẫn đếm target giá Wyckoff cho thấy cách tính toán và xác định nguyên nhân được xây dựng trong phạm vi giao dịch nền trading range để có sự dự báo chính xác các mục tiêu giá tiềm năng trong tương lai. Quy trình bao gồm các bước: một, sử dụng biểu đồ thanh ba hoặc biểu đồ nến nhiệt và biểu đồ point finger, bao gồm cùng một phạm vi giao dịch và khung thời gian cố định. 2. Đó là chọn kích thước hộp box size thích hợp cho biểu đồ PNF. Ví dụ, đối với các cổ phiếu giá trị thấp, kích thước hộp box size có thể là 0,5 đến 1 điểm. Trong khi đối với các cổ phiếu giá trị cao lớn hơn 200 đô thì kích thước hộp box size là 5 điểm sẽ phù hợp hơn. Kích thước hộp box size cho chỉ số Dow Jones Industrial Average có thể là 100 điểm, xem bảng box size trang 164. Sau khi xác định dấu hiệu của sức mạnh SOS của phạm vi giao dịch trading range trên biểu đồ thanh ba hoặc biểu đồ nến, hãy tìm điểm cuối cùng mà tạo đáy mà tại đó có sự phản ứng tăng giá, điểm hỗ trợ cuối cùng LPS hoặc backup BU. Xác định mức giá của điểm này trên biểu đồ PNF của bạn và bắt đầu đếm từ phải sang trái mức giá đáy của LPS hoặc backup BU, bắt đầu xác định với cột số đếm ô nằm ngang chính xác nhất của bạn. Các gia tăng trong số cột ô nằm ngang dựa trên các giai đoạn tương ứng với các sự kiện cụ thể của Wyckoff trong phạm vi giao dịch trading range. Khi di chuyển sang trái, hãy chuyển sang biểu đồ thanh hoặc biểu đồ nến nhật của bạn và chia giai đoạn tích lũy thành các giai đoạn đã được xây dựng hoàn chỉnh. Lưu ý rằng các giai đoạn của PNF không giống với các giai đoạn A đến Y được sử dụng trong phân tích phạm vi giao dịch trading range được mô tả trong các phần trước về giai đoạn tích lũy và phân phối. Không bao giờ thêm dù chỉ một phần của giai đoạn PNF vào số ô đếm của bạn. Dấu hiệu về khối lượng và hành động giá thường sẽ cho bạn thấy nơi bắt đầu và kết thúc của một giai đoạn trading range. Ví dụ, giai đoạn đầu tiên có thể bao gồm số cột ô nằm ngang của PNF từ LPS trở lại phiên Spring, trong khi giai đoạn thứ hai bao gồm số cột ô nằm ngang từ phiên Spring đến phiên Secondary Test được xác định rõ ràng. Trong trường hợp đếm target giá dài hạn liên quan đến nhiều giai đoạn PNF, các LPS thường xuất hiện tương đương với các mức PSI, LPS trùng PSI ban đầu hoặc selling climax. Khi LPS xảy ra ở một trong hai mức này đều có xu hướng xác nhận để bắt đầu đếm số cột hay là số ô nằm ngang. Một phiên Spring cũng có thể đóng vai trò như LPS theo góc nhìn trong việc xác định số cột số ô nằm ngang của PNF. Thường thì một phiên Spring sẽ được theo sau bởi một SOS và mức đáy cao hơn higher low của điều chỉnh giảm nhẹ theo sau SOS, đó cũng là một LPS hợp lệ. Khi xu hướng tăng hình thành, bạn thường sẽ thấy các giai đoạn tái tích lũy stepping stone terror được hình thành, hoặc trong xu hướng giảm thì đó là các giai đoạn tái phân phối. Rất thường xuyên điều này sẽ tạo ra một nền giá đi ngang để xác định thêm số lượng số ô đếm mới đây được xây dựng và đưa ra target giá tiềm năng có các mức giá gần tương đương với target giá được xác định bởi một số cột ô đếm nằm ngang của PNF ban đầu xác định target giá ban đầu. Do đó, khi phạm vi giao dịch trading range mới hình thành, bạn có thể nhận được nhiều chỉ dẫn trong quá trình quan sát hành động của cổ phiếu khi xây dựng số cột, số ô nằm ngang mới tiềm năng bắt đầu xác nhận target giá ban đầu. Nói cách khác, khi target giá được xác định bởi các phạm vi giao dịch tái tích lũy, chúng cũng có thể
tiếp cận cùng các mức giá tương đồng với target giá được xác định trong giai đoạn tích lũy ban đầu và có thể sẵn sàng tiếp tục xu hướng tăng giá áp dụng ngược lại với xu hướng đang giảm giá. Vì sự vận động trong các giai đoạn tái tích lũy hoặc tái phân phối này thường hẹp hơn so với trong các giai đoạn tích lũy hoặc phân phối chính, nên việc sử dụng kích thước hợp box size nhỏ hơn để đếm số cột ô nằm ngang của PNF trong những phạm vi này là thích hợp. Ví dụ các target giá dài hạn trên biểu đồ 3 điểm và 5 điểm thường xác nhận bởi các target giá nhỏ hơn theo bằng cách sử dụng đếm biểu đồ 1 điểm trong các phạm vi tái tích lũy. Đối với các target giá dài hạn long term, bạn nên sử dụng số cột ô đếm nằm ngang của PNF cộng thêm vào các điểm được xác định mức đáy thấp nhất của trading range tùy trường hợp. Có thể đó là một phiên spring SC hoặc ST để xác định mức giá tối thiểu có thể đạt được trong quá trình tăng giá, đó chính là target min. Các target giá xuất phát từ việc xác định số cột, số ô đếm nằm ngang của PNF đại diện cho các mức giá áng chừng để bạn dừng lại, quan sát và lắng nghe. Các target giá này không bao giờ được coi là các điểm chính xác tuyệt đối để đảo chiều hoặc là một nơi mà xu hướng sẽ thay đổi. Thay vào đó, hãy sử dụng chúng như một điểm dự báo, nơi có thể xảy ra giai đoạn phản ứng giá điều chỉnh. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng biểu đồ bar hoặc nến nhật để quan sát các hành động giá và khối lượng khi các điểm này được tiếp cận. Trong một biểu đồ 3 điểm hoặc 5 điểm, nên sử dụng cùng một phương pháp đếm tương tự trong biểu đồ 1 điểm. Các bạn có hiểu gì không? Khó hiểu đúng không? Nhưng mà mình cứ đọc lướt qua đi nhá. Đấy, các bạn khó hiểu thì là dễ hiểu thôi. Vì Erika học PNF thì mất 1 năm để học kiến thức nền, sau đó là mất 3-4 năm để áp dụng. Nên là mình thì hiểu, nhưng mà các bạn chưa hiểu thì các bạn cũng đừng hoang mang quá. Từ từ rồi hiểu, tìm thêm các cái tài liệu nói về PNF thì sẽ hiểu dần dần thôi. Dù sao thì mình vẫn thấy là mình hơi bị may mắn khi mà cầm cuốn PNF trước. Tiếp đến là cái gì đây? Đây là một cái phần mà người ta đếm này, rồi người ta xác định ra được các cái giá này. Đếm này, xong ra được giá này và sau đó nó chạy lên thật. Đấy thì khi mà họ tìm được cái target giá thì họ sẽ set một cái mức SL tương đương, hoặc là họ L ngay tại cái vùng support mà nó đã sẵn có. Đấy, họ cao 1 này, cao 2, cao 3, tức là ở đây họ đếm một cái nhá, thì họ ra được một cái mức 18.2 sẽ là giá mắc. Sau đó giá min là 17.4. Đấy, còn nếu mà đếm kiểu kia thì 17.8. Đấy, cao số 2 thì cũng ra được 17.4, 17.6. Tới tới cái vùng tích lũy số 3 thì họ vẫn đếm được 17 chấm. Cuối cùng thì cái mục tiêu của họ sẽ là khoảng 17.4. Đấy, và nó cũng lên được 17.4 đây này. Lên được các cái điểm này. Còn cái mắc này thì cái vùng tích lũy ngày xưa nó đã ra được cái này. Đấy, nên là đừng ai hỏi mình tại sao Eureka lại bảo VRE tầm 150 đến 230 nhá. Đấy, Erika đã sử dụng PNF để ra được cái giá đấy. Rồi chúng ta tiếp tục. Nói chung là các bạn sẽ cần tìm hiểu thêm. Quan sát biểu đồ Indu là một ví dụ về target giá trong 3 giai đoạn trên biểu đồ PNF cho chỉ số Dow Jones Industrial, kích thước hộp box size 100 áp dụng với 3 ô đảo chiều reversal. Do đó, để tính toán các target giá, chúng ta sử dụng công thức số cột đếm ô nằm ngang trong nền giá nhân với 100 điểm kích thước hộp box size và nhân với 3 số ô đảo chiều reversal. Sau đó, cộng các mức giao dịch tạo ra số ô nằm ngang nhiều nhất, thường là LPS hoặc BU, xác định điểm target max hoặc cộng với mức giá đáy thấp nhất của phạm vi giao dịch TR target min. Các mục tiêu PNF tối đa cho Dow Jones dự báo hành động dừng lại một tiềm năng xung quanh xu hướng là 17.4. Nhưng quý vị và các bạn biết, bây giờ Dow Jones đã lên 40.000 rồi. Nên là với một cái sản phẩm tài chính, tức là Dow Jones thì nó tượng trưng cho các doanh nghiệp Mỹ
Đấy, ở đó còn tăng trưởng thì chúng ta đừng có áp cái mức giá mục tiêu vào làm gì, hãy để cho cổ phiếu nó được thỏa mãn tiềm năng. Còn lại thì với VRE của Việt Nam thì khi mà Eureka đưa ra cái tầm nhìn tầm khoảng 150 đến 230 một cổ phiếu thì ngay lập tức lúc này thì chúng ta chỉ biết rằng là VRE nó có co cốt lõi xứng đáng để nó không có đỉnh. Đấy, và đỉnh hiện tại của VRE đang là tầm khoảng 45, 46, 48 gì đó. Nếu một cổ phiếu tốt là sẽ liên tục thiết lập các cái vùng đỉnh mới và không có đỉnh. Giống như ở đây thì người ta đã dùng PNF để đưa Dow Jones đi từ cái mức tầm khoảng 11.000 mà lên đến 18.000 là cả một chỉ số nó x đôi là kinh khủng rồi đúng không? Nhưng mà đến năm hiện nay là năm tầm khoảng 17 đến 18.000 thì cũng chỉ tương đương với Dow Jones năm 2015 thôi các bác. Đấy, nhưng mà bây giờ Dow Jones đã lên mức gần 40.000. Gần 40.000 rồi thì rõ ràng là gì, là những cái mà liên quan đến cái cỗ máy kiếm tiền thực ấy, những doanh nghiệp là những bộ máy kiếm tiền thực và cái định giá của nó thì liên tục thay đổi theo thời gian và theo xu hướng là tích cực theo chiều tăng. Đấy, nên là tất cả những cái này để cho những ai mà đang thiếu lạc quan thì người ta sẽ nhìn thấy về một cái tương lai, về một cái điểm đích đến để người ta tự tin và tiếp tục là điều chỉnh mình để sao cho mình vẫn có mặt ở như cái vùng cao. Ví dụ như Việt Nam mình nhá, mà áp dụng cái phương pháp này để đếm cộng thêm với chúng ta biết là cái nội tại của kinh tế Việt Nam mình là có rất nhiều những cái điểm hỗ trợ cho sự phát triển và bùng nổ trong tương lai. Thì VN Index là bộ mặt của nền kinh tế, thì cái việc VN Index vượt lại 1.000 năm cái đấy là điều chắc chắn luôn. Eureka có thể khẳng định với các bạn là một ngày nào đó VN Index vượt 1.000 năm và sẽ hướng lên 1.800, thậm chí là 2.600. Đó, thì cái việc của chúng ta là gì? Là làm sao mình chọn được những doanh nghiệp xịn để mình giữ cho đến khi thị trường vượt đỉnh thì cổ phiếu của mình XX, XX, đó thì đó, cái cách đó nó mới là bền vững và hiệu quả bậc nhất. Chứ là nếu mà chúng ta đi trading mà kỹ năng thì cũng lơ mơ thì chúng ta là người liên tục đi cắt lỗ à? Không nên, không nên đâu. Nhưng mà học thì để chúng ta biết sâu rõ cội nguồn. Còn ở Việt Nam mình thì phân tích kỹ thuật thì nhiều, nói chung là rất là nhiều KOL là chủ yếu hướng bà con đi ngắn hạn thì thực sự mình rất là sót luôn. Đành rằng là trong ngắn hạn ai cũng thua lỗ khi thị trường khó. Nhưng mà khi mà định hướng cho các bác đi trading ngắn hạn như vậy thì đến cái gặt hái khi mà thị trường tăng trưởng là nó rất khó. Nó rất khó luôn. Ok, thôi chúng ta lại đọc nhá. Đâu rồi? Xong rồi. H cao tức là horizontal là số ô tích lũy, nền tích lũy nhân số đảo chiều nhân box size đi cộng với điểm thấp nhất từ dưới lên, à thấp nhất từ nền. Vertical tức là đếm theo chiều dọc, đấy là số ô cột break nhân với số ô đảo chiều nhân box size cộng với điểm thấp nhất từ vị trí break. Đấy thì đấy là hai cái cách tính target price của PNF, nó cũng đơn giản mà đúng không? Đây, chúng ta lại xem tiếp này. Đây là một biểu đồ nến. Và ở đây thì khi mà sử dụng target giá thì sẽ đoán được cái mức đáy là 32.14. Xong rồi ở chỗ này thì lại sẽ đếm ra được một cái target giá price lên bao nhiêu. Đây là một cái mẫu Wyckoff điển hình này. Vượt này, jump này, test này. Đấy nên nhiều người vượt rồi xong nó test rất khó chịu là bởi vì các bác không có nền tảng về phân tích kỹ thuật đấy. Đấy, một cái test như thế này nhúng chân về cái vùng tích lũy trước đấy là một cái việc hết sức bình thường nhưng mà mọi người không chấp nhận được cái việc đấy. Đấy, bởi vì mọi người chưa tìm hiểu. Đấy, tâm lý nó như vậy, cung cầu nó như vậy thì chúng ta để trading tốt chúng ta phải chấp nhận cái việc đấy là một cái bước đầu tiên để chúng ta trading tốt. Quan sát biểu đồ đô la WTIC. Hãy cùng thực hiện một nghiên cứu thị trường, nghiên cứu trường hợp từ năm 2008. Khi chúng ta quan sát các công cụ của Wyckoff,
hoạt động trong bối cảnh thị trường trong quá khứ, chúng ta sẽ có thêm tự tin trong việc phân tích tình hình hiện tại. Đỉnh năm 2008 là một hypodermic top. Xem lại phần 17 trang 78-79 để hiểu hơn về mẫu hình này. Xuất hiện và phân phối giá giảm nhanh chóng với một TUTAD trên cùng. Ngay cả những đỉnh hình thành và biến động nhanh như này cũng có thể tạo ra được số cột số ô nằm ngang trong PNF phân phối lớn. Như có thể thấy trong biểu đồ PNF của WTIC, trang 171, số cột số ô nằm ngang trong nền phân phối có thể đạt được target giá bên dưới từ mức giá 14 đô đến 32 đô. Mức đáy thấp nhất cuối cùng được tạo ra với một phiên spring ngay dưới mức giá 34. Nó nằm trong phạm vi giao dịch 2 đô so với target giá phía trên và là một cú đánh chính xác. Luôn có những điểm bất ngờ, bất thường gặp phải trong Wyckoff. Trong trường hợp này, đó là thiếu một điểm cao trào climax về khối lượng trong việc kết luận xu hướng giảm giá tại các mức đáy thấp vào đầu và cuối tháng 12 năm 2008. Mức đáy thấp đầu tháng 12 có các đặc điểm cao trào climax khi giá tăng tốc giảm xuống mức thấp nhất và khối lượng bán tăng cao đột biến, nhưng khối lượng không cao đáng kể so với mức trung bình của toàn bộ sự suy giảm. Mức thấp nhất cuối tháng 12 thực sự đến với việc khối lượng giảm dần và theo sau là một cái điểm phục hồi tự nhiên. Chúng ta gọi mức đáy thấp này là PS vì khối lượng thấp, một AR mang tính xây dựng mạnh với khối lượng mua tăng dần. Chúng ta vẽ các đường hỗ trợ trên đáy tại PS biên dưới và kháng cự trên mức đỉnh tại AR biên trên. Sau nhịp AR, sự giảm giá xuống nhanh chóng và khối lượng bán rộng mở rộng cho thấy rằng các nguồn cung vẫn còn tồn tại nhiều trên vùng kháng cự của WTIC. Đây là một cảnh báo rằng chưa phải là lúc mua vào vì nguồn cung vẫn còn hiện diện nhiều. Đợt giảm thứ hai tạo ra một phiên spring với khối lượng cao đột biến. Đây là phiên spring số 2 và ngay lập tức quay lại khu vực tích lũy. Chúng ta đánh giá rằng giai đoạn cao trào climax đã xuất hiện. Phiên spring và cao trào climax xảy ra cùng nhau là điều không bình thường. Việc nguồn cung lớn tại đáy thấp với hành động rũ bỏ của phiên spring là sự kiện thanh lọc và hấp thụ của CO. Sau giai đoạn hấp thụ, sự phục hồi tăng giá kèm khối lượng nhu cầu tăng cao lên khu vực bên trên của giai đoạn tích lũy và phá lên hẳn bên trên với hành động JAC và backup đến rìa The Creek BUEC. Các phiên spring JAC và BUEC đều có thể đặt các vị thế mua tiềm năng tốt. Đây, chúng ta xem chỗ này. Đây, họ đang nêu về cái này. Đây nhá. PS ở chỗ này. Cũng là PS bởi vì không có selling climax. Selling climax thì khối lượng nó phải vọt lên. Sau đấy nó phục hồi lên AR, sau đấy test, rồi lại phục hồi, xong đấy test ra pha spring. Cũng có khối lượng cao hơn bình thường. Xong đó nhảy qua cái AR ra cái điểm GAC. Chỗ này nối các cái đỉnh higher low á thì sẽ tạo ra cái creek, con lạch, thì nó đã dăm co qua cái điểm creek và nhảy tiếp qua điểm AR thì lên cái điểm GAC và sau đấy test lại cái điểm BUETC EC. Rồi sơ sơ thế nhá, tiếp tục sang đến đọc đến rồi đúng không? Chúng ta nhìn cũng là cái đó. Và cái giai đoạn sau đấy thì nó ra được cái chỗ này, đếm được target là từ 32 đến 34. Quan sát WTC hình trên với đà tăng cao trào climax trong hình dạng phân phối hypodermic, cột số 6 ô, cột số số cột số ô nằm ngang trong giai đoạn phân phối.
có thể được xây dựng nhanh chóng khi WTC tăng lên đỉnh và ngay sau đó quay đầu giảm mạnh. Khu vực xác định đếm số cột số ô nằm ngang này là vòng tròn màu đỏ trên biểu đồ trước đó. Mặc dù quá trình xây dựng chỉ trong khoảng thời gian ngắn, nhưng với số lượng ô đếm được hình thành trong giai đoạn đó, cho thấy khả năng tăng giá có thể giảm xuống mức 32 đô đến 14 đô, mức đáy thấp cuối cùng chỉ dưới 34 đô và được coi là target giá trong PNF chính xác. Một số lượng số cột ô nằm ngang trong giai đoạn tích lũy từ 2008 đến 2009, xem hộp màu xanh trong biểu đồ trang 170 và biểu đồ PNF dưới trang 172, được xe xác định và đưa ra target giá tiềm năng là 115 đô đến 125, chờ đợi sự hoàn thành của một giai đoạn tích lũy tiết lộ một mục tiêu target giá, có ý nghĩa và nhấn mạnh giá trị của sự kiên nhẫn chờ đợi. Lưu ý rằng mục tiêu target giá được đặt ở mức 114.83 vào tháng 5 năm 2011, một target giá chính xác khác từ biểu đồ PNF của chúng ta. Đây là sau khi rơi nhá, thì lại vẫn là ông này, ông ấy tích lũy xong, ông ấy lên và cái vùng tích lũy này sâu hơn. Nên là cái target giá đưa ra là 115 đến 125 và nó đã đạt được các bạn. Đạt được sau mấy năm. Đấy thì cái sức mạnh của biểu đồ point finger và sức mạnh của Wyckoff nó như vậy á các bạn. Sau giai đoạn đỉnh đó, giá dầu thô giao dịch trong một phạm vi trading range và bắt đầu bước vào giảm giá biểu đồ bên dưới tháng 6 năm 2014. Đợt giảm giá này đã kéo dài gần 18 tháng, có liên tiếp 4 mức đáy thấp được tạo, mỗi mức đáy sau thấp hơn mức đáy trước đó. 4 mức đáy thấp này cho phép chúng ta sử dụng kỹ thuật đảo ngược xu hướng reversal trendline trong đợt giảm giá gần đây nhất. Lưu ý thanh ba giảm giá lớn có đi kèm với khối lượng bán tăng rất cao. Điều này có nghĩa là các đặc điểm của một cao trào climax. Ngoài ra có một sự phá vỡ nhỏ của đường xu hướng vào khu vực 34 đô. Đây là tình trạng quá bán oversold. Đây có thể không phải là mức đáy thấp cuối cùng của dầu thô, nhưng có thể dừng lại đợt giảm giá này trong một khoảng thời gian. Đây giá dầu. Quận năm nào đây? Không biết là ảnh quận năm nào. Đây là nó giảm rất sâu từ 110-2015. Giảm rất sâu rồi đúng không? Về tận 36-40 đô. Mà thực ra ấy, Eureka thấy là cái mặt hàng mà nó không bị lạm phát nhất chính là dầu. Giá dầu xem như nó là một cái nguyên liệu cơ sở của tất cả các hoạt động khác. Cái co con lõi thành thử ra là nó không bị lạm phát một cách bền vững. Nó chỉ là có cái giá cả nhất thời. Có lúc thì 100 đô, có lúc xuống dưới 30 đô như năm 2022-2020 á, thì có lúc nó về 0 đô. Đấy, ai mua là thậm chí về âm cái hợp đồng tương lai nhá. Đấy, thì sau đó nó lại quay về cái vùng trung vị là từ 60 đến 80 đô. Thì đấy là cái vùng trung vị của dầu. Đấy, còn lại thì giá dầu không có kiểu là nó giảm mãi hay là nó tăng mãi như thể là các cái tài sản khác. Đấy thì xem như giá dầu nó là một cái mà thế giới phải điều tiết về mặt giá cả, nên nó chỉ dao động từ đấy từ 0 cho đến 110 đô, nó chỉ như thế thôi. Chứ nó không có kiểu là tăng mãi, tăng vĩnh viễn, tăng bền vững như thể là vàng. Các chiến lược của Wyckoff sẽ cho rằng một cao trào climax là thời điểm thích hợp để bắt đầu đóng các vị thế bán khống, nhưng chưa lý tưởng để thực hiện các vị thế mua vào. Một selling climax tốt sẽ được theo sau bởi một nhịp automatic rally AR và sau đó là một hành động kiểm tra ST tại khu vực đáy của selling climax. Chúng ta sẽ chờ đợi sự vận động giá này. Một hành động kiểm tra ST thành công sẽ là một nơi bổ sung để người bán khống đóng các vị thế còn lại. Nhưng như chúng ta đã nghiên cứu trên các biểu đồ 2008-2009, cần có thời gian để xây dựng một nguyên nhân cho một đợt tăng giá mới có ý nghĩa trong giá dầu thô. Điều này có thể mất từ 3 đến 6 tháng trong tương lai, nghĩa là đến nửa đầu 2016.
Nghiên cứu trên biểu đồ, chúng ta nhận thấy sự tắc nghẽn của giá trong phần lớn năm 2015 và có thể cho rằng những vận động giá trong năm vừa qua sẽ trở thành một phần xác định target giá cho tương lai. Điều này xảy ra cần một dấu hiệu sức mạnh SOS mạnh mẽ để nâng mức giá đỉnh của tháng 4 năm 2015 trong khu vực 60 đô, sau đó là một sự cố gắng quay trở lại mức đáy thấp. Đây sẽ là một kịch bản có ý nghĩa lớn và hiện tại chúng ta sẽ quan sát hành động giá để nhìn ra những tín hiệu này. Quan sát biểu đồ trên của WTC khi giá chạm mức 34 đô và do đó đã đạt được mục tiêu target giá PNF tối thiểu target min ở trên. Việc giá tiếp tục đến khu vực 28 đô hoàn toàn có thể xảy ra vì các cao trào bán climax rất khó dừng lại và có một số target giá khả thi đạt đến mức 10 đô không hiển thị ở đây mà chúng ta phải ghi nhớ. Vào cuối năm, target giá dao động, giao dịch biến động và hoảng loạn có thể phóng đại xu hướng hiện có. Vì vậy, cuối năm là thời điểm tốt để mong đợi mức giá thấp sau một đợt giảm kéo dài. Lưu ý mức thấp tháng 12 năm 2008. Do đó, đó là lý do tại sao chiến lược thực hiện rất quan trọng. Sự kết hợp giữa biểu đồ PNF và biểu đồ thông thường thanh bao hoặc nến nhật là một sự củng cố hữu ích cho phân tích của chúng ta. Biểu đồ Point Finger quen thuộc nhưng khác biệt. Chúng có mối quan hệ với các biểu đồ thanh ba cổ điển, trong khi vẫn độc đáo, việc xây dựng và diễn giải chúng đòi hỏi các kỹ năng. Khác với việc thiết lập biểu đồ truyền thống, chính bởi vì biểu đồ PNF mang một sự huyền bí trong cách xây dựng của chúng, chúng mang lại thông tin mà các biểu đồ khác không thể. Cụ thể trong trường hợp của chúng ta, đó là khả năng dự báo các mục tiêu giá tiềm năng một cách chính xác. Sử dụng phương pháp xác định số ô đếm nằm ngang của PNF có thể ước tính các target giá tiềm năng, có thể mang lại những kết quả đáng kinh ngạc. Phương pháp đếm giá đúng giúp người mới bắt đầu và các nhà đầu tư quay cọp dễ dàng hơn trong việc nhìn vào biểu đồ PNF. Giai đoạn tích lũy từ tháng 8 đến tháng 10 trên thị trường Indu cung cấp một ví dụ kinh điển để xem xét cách xây dựng số cột, số ô nằm ngang từ nền cơ sở và dự báo target giá tiềm năng. Chúng ta sẽ xem xét cách xác định giá mục tiêu ở giai đoạn phân phối sau và từ đó chúng ta có thể thêm các đặc điểm phân tích phù hợp, phân tích giúp xử lý những biến thể, sự phức tạp không thể tránh khỏi mà tất cả các nhà đầu tư quay khảo gặp phải. Đây là một chủ đề phong phú và là một trong những chủ đề thú vị nhất trong tất cả các phần nói về kỹ thuật. Theo ý kiến khiêm tốn của tôi, rất ít các nhà phân tích thị trường biết cách quan tâm đến việc thực hiện công việc này. Tôi tin rằng điều này là do nó cần đòi hỏi quá trình đủ lâu và sự phán đoán mà không thể lập trình bằng các thuật toán trên máy tính. Hãy xem liệu chúng ta có thể tự thuyết phục mình về giá trị của việc phân tích PNF và liệu nó có mang lại lợi thế cho chúng ta trong chiến dịch của mình hay không. Chúng ta vẽ biểu đồ từ trái sang phải như một quy ước. Thời gian di chuyển sang phải để phải được thể hiện trên trục hoành. Trong khi chúng ta cũng vẽ sự biến động của biểu đồ PNF từ trái sang phải và chúng ta sẽ thực hiện phân tích và đếm số cột ô nằm ngang từ phải sang trái khi nền giá đã được xác nhận. Chúng ta thực hiện công việc phân tích từ khi hoàn tất giai đoạn tích lũy. Quay lại đến khi thời điểm bắt đầu của giai đoạn này từ phải sang trái. Như chúng ta đã được tìm hiểu
Trong phần trước đó, bạn hãy tìm các điểm quan trọng như LPS, STSOS, SCLX và PS. Đánh dấu các điểm này trên biểu đồ thông thường thanh ba hoặc ném nhật. Tiếp theo, tìm các điểm này và đánh dấu chúng trên biểu đồ PNF nếu phân tích biểu đồ của bạn là trên biểu đồ thông thường thanh 3 hoặc nến nhật trên khung tuần thì hãy sử dụng PNF với 3 ô đảo chiều. Còn nếu biểu đồ trên khung ngày thì bạn có thể sử dụng PNF với thông số 1 ô đảo chiều, biểu đồ Indu. Tôi phá vỡ quy tắc đó bằng cách sử dụng biểu đồ nến nhật trên khung ngày và biểu đồ PNF với 3 ô đảo chiều reversal. Vì vậy hãy coi đây là một sự hướng dẫn. Giai đoạn tích lũy trong ví dụ này tương đối đơn giản với một điểm selling climax rõ ràng. Một auto rally R secondary test sign of strength, dấu hiệu sức mạnh SOS và last point of support LPS. Hầu hết các giai đoạn tích lũy phức tạp hơn thế mà chúng ta sẽ học cách xử lý trong các phần sau. Ok, nhìn lại nào. Nhìn tiếp nè. Đây, từ cái đoạn này là đếm này, xong ra được target giá này, xong lại đếm này, xong ra được target giá. Đây, điểm LPS. Ok. Sử dụng các hướng dẫn xác định target giá trước đó, chúng ta bắt đầu xác định khu vực bên phải bằng cách xác định điểm LPS hoặc BU trên LPS. Thông thường một LPS hoặc BU trên LPS tốt được theo sau ngay bởi một SOS nơi giá phá qua khỏi giai đoạn tích lũy và sau đó quay trở lại biên giá vừa phá và cố gắng giảm trở lại mức hỗ trợ gần đáy. Đôi khi LPS hoặc BULPS là một phiên spring dưới góc nhìn của PNF, nhưng thường đó là một mức đáy thấp cuối cùng và cao hơn xung quanh giữa điểm giữa, cao hơn điểm giữa của phạm vi giá tích lũy. Trên biểu đồ PNF, các nhãn được xác định LPS, SOS, ST và AR và SCLX như đã xác định từ biểu đồ nến nhật trước đó. Bắt đầu từ LPS, đếm các cột trên biểu đồ PNF đến SCLX, tổng cộng có 15 cột, tức 15 ô ngang. Có bao nhiêu nguyên nhân đã được xây dựng từ nền giá để làm cho giá tăng lên? Một giai đoạn tích lũy là sự hấp thụ absorption, đặt cổ phiếu vào tay strong hand. Biểu đồ PNF là một kỹ thuật ước tính target giá để xác định trong bình có bao nhiêu xăng, tức là nguyên nhân và mức độ mà giá có thể tăng được trong tương lai. Để thực hiện phép tính này thì hãy nhớ lại công thức đã được đề cập trong trang 121 trước đó. Chúng ta sẽ lấy số cột, tức là ô nằm ngang đếm được nhân 15, tức là 15 cột, và nhân với thông số 3 ô đảo chiều, tức là nhân 3, và sau đó nhân với đơn vị box size là 50 điểm, tức là nhân với 50. Điều này mang lại tổng cộng là 2250 điểm và cộng thêm vào khu vực số đếm ô nằm ngang là 15,950 điểm target max. Điều này cho chúng ta một phạm vi target giá nằm từ khoảng 17,650 đến 18,200 điểm mà chúng ta đã gắn nhãn ở trên biểu đồ trang 127. Mức cao cuối cùng là 17,950, đánh trúng điểm 1/2 của mục tiêu target giá. Lưu ý rằng cột LPS là một cột giảm, một cột giá giảm được biểu thị bằng đơn vị ô. Mô hình catapult phá vỡ là cột X nhảy tăng ra khỏi giai đoạn tích lũy và bắt đầu xu hướng tăng, bắt đầu đếm từ cột giảm giá ô. Trong trường hợp này LPS từ phải sang trái và kết thúc đếm tại cột giá ô đầu tiên. Trong trường hợp này selling climax không bao giờ bắt đầu kết thúc một khu vực đếm trong giai đoạn tích lũy bằng một cột giá X. Có thể hiểu rằng chúng ta nên xác định nguyên nhân dựa trên sự hấp thụ cung, tức là cột giảm ô. Hãy nghĩ đến mức giá đáy thấp cuối cùng, đến mức giá đáy thấp đầu tiên. Hiểu là nên kết thúc bằng một cái cột giảm chứ không phải là cột tăng. Quy trình đếm số cột ô nằm ngang trên PMF cho giai đoạn phân phối tuân thủ
với logic, nhưng mà nó sẽ kết thúc bằng một cái đợt tăng đó, kiểu ngược và lại. Tuân thủ logic như cách đếm của giai đoạn tích lũy, một nguyên nhân được xây dựng trong giai đoạn tích lũy và phân phối dẫn đến kết quả hình thành một xu hướng mới. Việc xây dựng biểu đồ PNF cho phép chúng ta ước tính xác định giá mục tiêu trong phạm vi của một xu hướng. Điều này như một kỹ thuật tối ưu được thêm vào kho vũ khí giao dịch của chúng ta. Chúng như một công cụ chiến thuật mạnh mẽ, biểu đồ PNF cung cấp một phương pháp tính toán tiềm năng xác định được tỷ lệ win rate rủi ro trên lợi nhuận trên rủi ro, phần thưởng so với rủi ro. Phần thưởng được tính toán là mục tiêu đếm target giá, được ước tính trong nền giá đi ngang, rủi ro là vị trí dừng lỗ chiến lược theo các điểm vào. Lệnh được đề cập trong phần 27 trong 131. Phần thưởng so với rủi ro RR là mục tiêu giá chia cho rủi ro, và sử dụng khái niệm PNF về cách tính toán phần thưởng so với rủi ro trở thành quy chuẩn cho nhà đầu tư Wyckoff. Một thông số phần thưởng so với rủi ro RR là 3/1, được coi là ngưỡng tối thiểu cho một giao dịch. Lời khuyên của tôi dựa trên mức tối thiểu RR 3/1 này trên một target giá PNF chính xác. Một hữu ích mạnh mẽ khác của PNF đó là khả năng đánh giá hai khoản đầu tư tương đương, đo lường tiềm năng của từng khoản và tính toán ra các mục tiêu giá đếm được tương ứng của chúng. Một nhà đầu tư Wyckoff có thể đang xem xét hai cổ phiếu được sở hữu. Cổ phiếu sở hữu A có phần thưởng so với rủi ro là 3/1, trong khi đó mục tiêu giá đếm được, trong khi cổ phiếu B sở hữu mục tiêu giá đạt được là 4/1. Điều đó có nghĩa rằng có nhiều nguyên nhân được hình thành, xây dựng hơn trong cổ phiếu B và nhìn chung, chúng có tiềm năng tốt hơn. Giống như chúng ta vẽ biểu đồ từ trái sang phải, chúng ta đếm giá mục tiêu trong giai đoạn phân phối giống như giai đoạn tích lũy được hình thành từ phải qua trái, từ cuối giai đoạn phân phối quay trở lại điểm đến lúc bắt đầu. Thông thường giai đoạn phân phối kết thúc với hai sự kiện. Đầu tiên là side weakness SOW, nơi giá cổ phiếu giảm xuống dưới mức đáy thấp hơn trước đó của phạm vi giao dịch. Sau đó một xu hướng tăng giá yếu ớt đưa giá trở lại giai đoạn phân phối với khối lượng thấp và biên độ hẹp. Đợt tăng giá này gắn nhãn là Last Point of Supply, LPSI, nguồn cầu yếu và nguồn cung dư thừa sẽ ngăn đỉnh của LPSI đạt tới mức cao của phạm vi giao dịch phân phối. Trường hợp ngoại lệ Uptrend After Distribution, UTAD. Sau đó hãy xác định buying climax BCLX. Một buying climax sẽ đi kèm với một đợt khối lượng mua gia tăng nhưng bị cản trở bởi nguồn cung lớn tại đỉnh, chỉ ra rằng CO đang bắt đầu thanh lý và phân phối cổ phiếu. Mất nhiều thời gian để phân phối số lượng cổ phiếu và do đó việc hình thành phạm vi giao dịch giai đoạn phân phối là điều cần được diễn ra. Các vận động lên xuống, biến động sẽ tạo ra một phạm vi giao dịch đi ngang trên biểu đồ PNF. Chúng ta đếm các cột ô nằm ngang trên biểu đồ PNF và LPSI đến BCLX để có được một mục tiêu target giá tiềm năng trong quá trình giảm giá. Ok, các bạn ơi, nhìn xem. Đây là vùng distribution, vùng phân phối này. Ôi, lỗi gì đây? Vùng phân phối, đếm cái vùng này thì sẽ ra được target giá. Các khu vực LPSI, SOW, STAR, BCLX và PSI đều được xác định phân tích biểu đồ nến nhật và sau đó chuyển sang PNF. Lưu ý rằng mỗi điểm này là các đỉnh thể hiện nỗ lực của cầu tăng giá trong phạm vi giai đoạn phân phối trừ AR. Mỗi đỉnh tăng giá này là nơi giá bị cung cầu áp đảo và chặn đà tăng của cầu. Sự xuất hiện của các hành động của nguồn cung cản trở tại một mức giá là điều tạo ra phạm vi giao dịch của giai đoạn phân phối. Điểm Last Point of Supply, LPSI.
là nơi nguồn cầu yếu ớt, còn lại cuối cùng được test thành công với biên độ gia tăng hẹp và khối lượng thấp. Sau đó, sự đảo chiều khi có nguồn cung bán ra của CO tại mức đỉnh LPSI. Sau LPSI, giá cổ phiếu giảm xuống qua đáy của phạm vi giao dịch và là giai đoạn giá bắt đầu giảm. Quy trình đếm số ô đếm nằm ngang bắt đầu tại last point of supply, từ phải qua trái là nơi nguồn cung đầu tiên xuất hiện, đó là buying climax và primary supply PSI. Do đó, chúng ta luôn luôn đếm từ cột tăng X cuối đến cột tăng X khác ở đầu khi xác định target giá của giai đoạn phân phối. Có thể hiểu rằng chúng ta nên xác định nguyên nhân dựa trên một sự hấp thụ cầu là các cột giảm X. Điểm LPSI cuối cùng là nơi nguồn cung áp đảo, ngăn chặn nỗ lực tăng và không có nguồn cầu chất lượng để nâng đỡ giá. Giá giảm mạnh ra khỏi vùng phân phối và bắt đầu một giai đoạn downtrend, hỗ trợ không còn tồn tại nhiều để đỡ giá và bắt đầu rơi tự do. Trong nghiên cứu của Indu, chúng ta sử dụng PNF phương pháp với thông số 3 ô đảo chiều, 3 box reversal. Số cột ô nằm ngang được xác định hiển thị từ đáy đỉnh tổng cột nằm ngang, trong trường hợp này 15 ô cột ngang nhân với thông số 3 ô nhân với box size 50 là được 2250, thay vì cộng như giai đoạn tích lũy thì chúng ta trừ từ giá cao nhất là 17950 target min đến 17750 target smart để xác định mục tiêu giá. Trong ví dụ này, trong phạm vi giao dịch target giá từ 15.7 đến 15.5, một nhà đầu tư Wyckoff sẽ tìm kiếm các dấu hiệu hành động dừng lại stop action quanh phạm vi của giao dịch target giá. Điều này giúp xác nhận các ô đếm, số ô đếm có liên quan đến sự phản ứng giá. Hãy nhớ rằng các hành động dừng lại stop action bắt đầu với selling climax, automatic rally và secondary test. Hãy thật sự thận trọng và không nên cố gắng bắt giao rơi của đợt giảm cao trào climax, vì chúng có thể giảm sâu và lâu hơn mong đợi. Việc đạt được các mục tiêu giá chỉ được hiểu là một cách để áng chừng sự phản ứng của giá và có thể dẫn đến một phạm vi chain ring kéo dài để bắt đầu cho một xu hướng. Nên nhớ, không nên hiểu đó là điểm đảo chiều bắt buộc để thực hiện hành động mua vào. Ba kịch bản có thể xảy ra sau khi đạt được target giá trên biểu đồ PNF. Kịch bản 1, đầu tiên đó là giá có thể bỏ qua các target giá được xác định và tiếp tục di chuyển tiếp, hoặc phản ứng ngắn trong phạm vi target giá để xác định và di chuyển tiếp. Đôi khi có thể là do chúng có sai số về target giá tiềm năng, phạm vi giá để xác định số cột số ô nằm ngang bị đánh giá sai. Và khi giá đạt được mục tiêu target giá, một nhà đầu tư Wyckoff sẽ cần sử dụng kỹ thuật tapping reading, đọc biểu đồ và đợi chờ các manh mối và dấu hiệu quan trọng về sự kết thúc của một xu hướng. Nếu xu hướng tiếp tục, điều này sẽ mang lại lợi ích cho nhà đầu tư Wyckoff và người đang đi theo xu hướng trước đó. Chúng ta mong đợi một xu hướng dừng lại với một đặc điểm cao trào climax nào đó, dù là buying climax hay selling climax, thì cũng nên được kiểm tra sau một automatic rally hoặc một automatic reaction can thiệp. Phép ẩn dụ về một con dao rơi xuống là hãy để con dao bật ra khỏi sàn và sau đó nằm im rồi mới nhặt lên. Kịch bản 2, đó là một kịch bản phổ biến khác, là khi đạt được target giá tiềm năng giai đoạn tái phân phối, hay còn gọi là stepping stone, hoặc giai đoạn tích lũy sẽ bắt đầu được hình thành và xu hướng tạm dừng bởi một phạm vi giao dịch trading range có thể kéo dài hàng tuần, hàng tháng đến vài tháng sau đó sẽ tiếp tục theo xu hướng ban đầu. Một xu hướng sẽ được tiếp tục và chúng ta mong đợi rằng giai đoạn tái tích lũy hoặc giai đoạn tái phân phối sẽ xảy ra. Và kịch bản 3, đó là khi di chuyển, giá đạt được mục tiêu target giá quan trọng và xuất hiện các điều kiện hình thành một phạm vi giao dịch trading range mới, nguyên nhân được xây dựng để có giá đảo chiều sang thị trường tăng hoặc một cái thị trường giảm mới, thì điều này thường xảy ra với những biến động lớn của xu hướng bằng những dấu hiệu cảnh báo của những hành động cao trào climax, sau đó một phạm vi giao dịch trading range hình thành, quá trình xây dựng mệnh đề nguyên nhân dưới dạng số cột số ô nằm ngang được tạo ra trên PNF. Mặc dù những trạng thái tâm lý sợ hãi
fear, tham lam, greed cực kỳ cao sau hành động cao trào climax, chúng ta nhận thấy rằng xu hướng giá trước đó đã bị dừng lại. Trạng thái ở đây là hãy kiên nhẫn chờ đợi những điểm đảo chiều tiềm năng được xuất hiện trong phạm vi giao dịch trading range để bước ra một xu hướng hoàn toàn mới và đảo chiều của xu hướng trước đó. Đây là nơi chúng ta sẽ thực hiện một số cột đếm số ô nằm ngang. Trên biểu đồ PNF sẽ cung cấp khu vực target giá tiềm năng cho một xu hướng mới. Quanh các điểm đảo chiều sẽ là nơi chúng tham gia bằng cách thiết lập các vị thế giao dịch để bắt đầu cho một xu hướng mới. Chìa khóa ở đây là hãy trở thành một người có kỹ năng tốt về kỹ thuật tapping reading, đọc biểu đồ và có chiến thuật giỏi để bất kỳ kịch bản nào xảy ra, chúng ta vẫn có thể gia tăng được lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro. Hãy nhìn vào bức tranh lớn tổng thể, có thể một phạm vi giá vận động lớn hơn nhiều đang chờ đợi trong nền, bao trùm các phạm vi giá nhỏ ở bên trong và làm cho các target giá nhỏ hơn kia trở nên không còn liên quan. Do đó hãy luôn mở rộng phân tích của bạn lên khung thời gian lớn hơn, phân tích đa khung thời gian, và hãy xác định xem đó có các phạm vi giao dịch lớn hơn, có target giá lớn hoặc chưa tới target giá đó đang chờ đợi ở phía trên hay không. Thường thì các nền giá vận động nhỏ với target nhỏ hơn hoạt động trong bối cảnh của target giá lớn hơn, hay được hiểu là các target nhỏ hơn tạo ra các xu hướng nhỏ nằm trong một xu hướng lớn. Việc biết được bức tranh lớn tổng thể, xác định được bối cảnh và ngữ cảnh nơi các target giá lớn hơn đang hướng tới sẽ giúp chúng ta tránh khỏi bị những cái tình huống bất ngờ một xu hướng lớn mạnh mẽ lấn át bức tranh nhỏ hơn. Phát triển xu hướng đếm target giá nhỏ hơn bằng việc chia nhỏ khu vực đối với giai đoạn phân phối có hai lý do. Thứ nhất, đó là giai đoạn phân phối thường chỉ điều chỉnh một phần của xu hướng lớn, một xu hướng tăng lớn trước đó, trước khi tiếp tục củng cố xây dựng một nguyên nhân mới và bắt đầu giai đoạn tăng giá mới. Một giai đoạn phân phối nhỏ có thể sẽ dẫn đến một sự điều chỉnh giảm một nửa hoặc ít hơn so với xu hướng lớn tăng mạnh mẽ. Chỉ có một phần của giai đoạn phân phối là bán tích cực bởi CO. Hãy thử chia khu vực trong giai đoạn phân phối trên PNF thành từng phần trong và đếm target giá từng phần đó, sau đó là toàn bộ. Chúng ta sẽ tập trung vào kỹ thuật này trong tương lai. Thứ hai, đó là target giá trong giai đoạn tích lũy của PNF có thể dẫn đến các xu hướng tăng, có thể tăng giá 100, 200, 300%. Công cụ dưới giai đoạn phân phối chỉ có thể giảm tới mức giá 0. Điều này là không khả thi. Không hiếm một target giá khi đếm trong giai đoạn phân phối của PNF lớn có thể giảm dưới mức giá 0, và điều này không có lợi cho chúng ta. Chúng ta phải nghiên cứu kỹ lưỡng giai đoạn phân phối biểu đồ bar chart hoặc nến nhật để xác định nơi CO hoạt động tích cực trong trạng thái bán và họ chỉ đếm target giá phần đó trong giai đoạn phân phối. Việc phân ra các giai đoạn trong giai đoạn phân phối cần thực hành thường xuyên, và đây là một kỹ năng đếm target giá theo PNF rất quan trọng. Ồ, cái này mới này, chắc là mình sẽ đọc kỹ cái đoạn này. Giai đoạn tích lũy và giai đoạn phân phối thường diễn ra khác nhau trên biểu đồ PNF. Hãy nhớ rằng sự biến động mới là yếu tố tạo ra các cột mới trên PNF, không phụ thuộc vào yếu tố thời gian. Giai đoạn tích lũy bắt đầu với selling climax và sự biến động đáng kể. Hầu hết các số lượng cột mới được tạo thành trong giai đoạn tích lũy của PNF sẽ phát triển sớm, và sau đó khi cổ phiếu được hấp thụ bởi CO sau một quá trình dài, sự biến động sẽ giảm dần vào cuối giai đoạn tích lũy. Sự biến động trở nên ảm đạm giống 2024 này, và ít cột mới được hình thành ở biểu đồ PNF được tạo ra. Sự ảm đạm thực sự khiến các nhà đầu tư ngừng chú ý. Điều này là rất sai lầm. Sự ảm đạm các xu hướng lớn thường sẽ bắt đầu ngay sau đó. Đấy, nên là năm nay 2024 phải tích cực gom hàng các bạn nhé. Gom hàng, năm gom hàng. Mình nói nhỏ với các bạn vậy thôi, năm gom hàng. Chờ 2025, 2026 bùng nổ. Năm nay đánh quá khó chịu cho trading. CO ấy. CO đang chơi một cái big game. Rồi. Từ sự ảm đạm, các xu hướng lớn thực sẽ bắt đầu ngay sau đó. Vì vậy, mặc dù một nhà đầu tư wildcard có thể không xác định thêm được điểm mới nào trên biểu đồ PNF của họ trong nhiều ngày, họ sẽ tập trung hơn và nhận thức rằng một sự thay đổi tính cách, change of character từ môi trường
không có xu hướng non-environment sang một môi trường có xu hướng trending environment đang đến gần và có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nên là lúc nào Erica cũng bảo các bạn gom đi và hãy phóng cái thời gian tầm nhìn ra xa, bởi vì chúng ta có thể đổi đời bất cứ lúc nào. Ok, tiếp tục nha. Giai đoạn phân phối thường bắt đầu với một buying climax. Thường thì giai đoạn buồn tẻ nhất, ít biến động nhất của giai đoạn phân phối trên biểu đồ PNF là một giai đoạn đầu tiên khi CEO xả hàng cổ phiếu. Trong quá trình phân phối, sự biến động tăng lên, các cột mới được hình thành tạo ra do sự biến động mạnh dần lên vào cuối giai đoạn phân phối. Tính chất xả hàng, chất lượng của việc sở hữu ngày càng kém. Cổ phiếu nằm trong chủ yếu strong hand là kết quả của giai đoạn phân phối và điều này gây ra biến động lớn, đặc điểm trái ngược hoàn toàn với giai đoạn tích lũy. Tính chất hấp thụ, các số lượng ổ đếm được tạo ra nhiều nhất thường xuất hiện nhiều trong thời gian ngắn của giai đoạn phân phối và sự biến động đột biến là lý do tại sao điều đó lại xảy ra. Các nhà đầu tư quay cọp luôn cảnh giác và sẵn sàng trong giai đoạn phân phối vì sự kiện kèm biến động sẽ diễn ra nhanh hơn và nhiều hơn so với giai đoạn tích lũy. Làm thế nào để xác định target giá trên biểu đồ PNF với một phạm vi giá lớn, một số lượng cột, số cột ổ đếm nằm ngang lớn được tạo thành, được hình thành xác định trong nhiều năm trời? Hãy thực hiện một trường hợp nghiên cứu về phạm vi giá trading range hình thành cực lớn và xem liệu nó có đưa ra các mục tiêu đếm giá target giá tiềm năng trên PNF và có mang lại sự hiệu quả không nhé. Đây là sang cái phần ví dụ của các bạn. Hãy quan sát biểu đồ Biogen và ngành công nghệ sinh học dẫn đầu trong thị trường tăng giá bắt đầu từ năm 2009. Trước khi tiếp tục sang giai đoạn uptrend BIIB, một biểu đồ trên khung tháng cho thấy BIIB trong một giai đoạn tái tích lũy hay Stepping Stone Terror SSTR trong suốt 11 năm và sau đó vào năm 2011, giá bắt đầu phá vỡ lên trên của trend range và bắt đầu một xu hướng tăng kéo dài nhiều năm. Sau đó, chúng ta là những nhà đầu tư quay cọp, hãy bắt đầu xác định giá có bao nhiêu số lượng ô đếm được tạo ra trên phạm vi giao dịch lớn của biểu đồ PNF và hãy cố gắng xác định mục tiêu giá target của chúng. Đó, rất là nhiều năm luôn, 11 năm, đấy thị trường Mỹ cũng 11 năm. Chứ đừng nói là VRE 7 năm nhá. Bình thường thôi, tiếp tục nào. Xem nào. Tích lũy rất lâu này, của 11 năm này, sau đó phi thẳng lên rất nhiều năm. Giá tích lũy là trong một cái nền từ 30 cho đến ở đây là khoảng 80. Từ 30 cho đến 80. Và khi nó bật lên là các bạn nhìn thấy 259 đô này. Rất là khủng khiếp luôn ấy. Nên là chúng ta phải tự tin lên. Đầu tiên chúng ta sẽ đánh giá toàn bộ cấu trúc của giai đoạn tái tích lũy hay Stepping Stone Terror SSR. Xem lại phần 12 trang 45 để hiểu hơn về giai đoạn này. Vào năm 1999 và 2000, một xu hướng tăng giá mạnh mẽ đã bị dừng lại bởi các hành động PSI, BCLX và AR. Điều này thiết lập các giai đoạn TR được giới hạn bởi đường kháng cự BCLX và đường hỗ trợ AR. Quay lại và xem các phần trước để nắm rõ hơn về khái niệm này. Lưu ý cách mà đường hỗ trợ và đường kháng cự thiết lập ranh giới vận động của phạm vi giá giao dịch TR của BIIB trong thập kỷ tiếp theo. Mức thấp nhất trong giai đoạn tích lũy này là vào năm 2002 và sau mỗi lần cố gắng kiểm tra các khu vực quanh hỗ trợ thì giá lại đều tạo ra các mức đáy cao hơn hay ở lâu. Đây là một gợi ý rằng cấu trúc của giai đoạn này là giai đoạn tái tích lũy chứ không phải là giai đoạn phân phối. Bằng chứng thêm về sự hấp thụ absorption cổ phiếu bởi các CO đang diễn ra là sự biến động giá giảm dần. Hành động uptrust vào năm 2007 tăng lên trên phạm vi giao dịch của đỉnh BCLX. Nhưng hành động uptrust này không thể giữ vững được trên đường kháng cự và nhanh chóng quay trở lại phạm vi giao dịch trading range. Khối lượng trong đợt giảm này vào năm 2008 được mở rộng,
Vì nghĩa là nguồn cung vẫn còn nhiều, nhưng khối lượng bán ra lớn này không thể đẩy BI xuống mức thấp, đáy thấp của giai đoạn B, mà lại tạo ra một mức đáy cao hơn higher low. Điểm last point of support LPS đã xuất hiện vào một xu hướng tăng bắt đầu trong hộp đỏ giai đoạn CD và một giai đoạn tích lũy string range absorption. Trong một giai đoạn tái tích lũy lớn, bạn hãy xem biểu đồ khung tuần trang 135 BI để biết thêm chi tiết. Đây, tích lũy này, tích lũy nhỏ, đếm ra được target này. Target 375, ui, mục tiêu là 415 đô đến 395 đô. 10 years point finger count compressed by modify the scale first half of PNF take 3 years to form. Second half take 8 year. Volatility is decreasing. Nó giảm, cái biên độ dao động nó giảm đi. Rồi, việc sử dụng các kỹ thuật box size với các thông số truyền thống sẽ tạo ra một biểu đồ PNF lớn và khó xử lý. Vì vậy, chúng ta sẽ tạo ra một biểu đồ PNF với sự biến đổi modified để nén đồ thị lại và làm cho biểu đồ có thể xác định được số ô đếm được. Biểu đồ PNF khi biến đổi sẽ bỏ qua các chi tiết để có khả năng đếm lớn hơn. Để biến đổi biểu đồ PNF, chúng ta sẽ thay đổi thông số box size bằng cách chuyển size là 5 đô, vân 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 và vân vân. À thôi cứ đọc nhá, vì mình mục tiêu là đọc lớn mà, không cần hiểu nhưng phải đủ. Giữ nguyên thông số 3 ô đảo chiều 3 box reversal. Biểu đồ của chúng ta tạo ra 25 cột, số đếm ô nằm ngang mà chúng ta nhân với 3 ô đảo chiều và box size là 5 đô, điều này tạo ra kết quả 375 điểm, sau đó cộng thêm vào target giá, mức giá ô số đếm là 40, target smart và mức đáy là 20, target min. Mục tiêu giá hướng tới của BIIB là 395 đô đến 415 đô mà chúng ta đánh dấu trên biểu đồ. Lưu ý rằng BBI gần đây đã đạt đỉnh trong phạm vi target giá được xác định trước đó và đã đảo chiều giảm đáng kể từ đó. Wow, ghê chưa, ghê chưa. Từ 40 mà lên được 400 đô các bạn, x10. Nên các bạn ơi, VRE đang 18-19, mục tiêu là 230, x10 là bình thường thôi. Các bạn ít gặp thôi, nhưng mà lịch sử của Mỹ và lịch sử của Việt Nam á, như DGC này, FRT này, đều đạt được các cái mức mà sau đó nó còn chạy tiếp so với cái mức giá mà chúng ta định giá được từ cái nền tích lũy cơ. Cố lên nào, tiếp tục này. Phần này dài phết, không biết là đến bao giờ trang 191 rồi. Tạm thời chúng ta đọc đến đây nhé, hôm sau chúng ta sẽ đọc tiếp. Phần này tương đối dài, mà một video hơn một tiếng thì chúng ta sẽ khó học hơn là các video ngắn đúng không? Cảm ơn quý vị và bạn đã theo dõi, like, share, subscribe kênh YouTube Erica Capital của Erica, và hãy ủng hộ bằng những cách ở bên dưới, đặc biệt là mở tài khoản tại Vietcap theo link để đồng hành cùng với Erica, ủng hộ Erica bằng hành động nha. Mình đừng ủng hộ bằng lời nói, hãy bằng hành động mở tài khoản và giao dịch tại Vietcap. Xin chào và hẹn gặp lại, chúc quý vị và các bạn đầu tư thành công, cùng học với mình và cùng nhau thành công nha.